Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Trung Quốc, kỳ vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước hơn nữa. Trước đó, tối qua 12 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam. Trong không khí hữu nghị và tin cậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Sáng ngày 13 tháng 10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm Việt Nam. Trưa ngày 13 tháng 10, ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã cùng chứng kiến việc trao văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai bên. Những văn kiện này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn, đặc biệt trong việc kết nối cứng và kết nối mềm hai nền kinh tế.